Chào các bạn nha. Cuối tuần này mẹ con mình đi Bến Tre chơi, thì tình cờ mình biết đến cái mỏ cày Farm. Cái farm này nằm ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, cách Sài Gòn khoảng 100 km. Nên cuối tuần này mình quyết định khám phá địa điểm này. Mình thì rất là thích đến farm stay hoặc là homestay kiểu gia đình, bởi vì khi mà mình đến đó, mình vừa có cảm giác là vừa đi du lịch nhưng mà vừa ở nhà vậy đó, cảm giác rất là thân thuộc và gần gũi. Mình cũng muốn gặp các bạn host để học hỏi, bởi vì theo kinh nghiệm của mình thấy các bạn host của các homestay hoặc farmstay thì luôn là những người rất là thú vị. Tới vòng xoay đi thẳng giỏi anh kịp, đi thẳng giỏi anh kịp, thẳng hoài thẳng hoài thẳng hoài. Chúng ta ngoài kia thì như thế nào, có những thông tin nào mới hay không? Chúng ta cùng kết nối với Bích Phượng thôi quý vị. Dạ, năm thứ sư huệ xin nhé. Mình chưa bao giờ chạy xe lên cao tốc. Hôm rồi mới đi dán cái e-pass của Viettel hết 120.000. Nên hôm nay muốn đi Bến Tre thử qua các trạm thu phí không dừng xem cái miếng dán của mình nó có hiệu quả hay không. Mình cũng hơi hơi là hồi hộp á, không biết chạy xe lên cao tốc sẽ như thế nào. Mình đi theo chỉ dẫn lên Google Maps và bạn host cho mình. Cái farm mỏ cày này mới mở nên chỉ có 2 phòng thôi. Hôm nay thì chỉ có nhà mình thôi. Coi như là nhà mình sẽ bao hết nguyên cái farm trong ngày hôm nay. Chúng ta đang ở xe hơi thì các bạn đã biết chúng ta sắp đi được đi lên cao tốc rồi. Hóa ra là cao tốc đang tạm ngưng thu phí. Mình đi thì thấy các trạm thu phí không hoạt động và có thông báo là sẽ hoạt động lại, sẽ thu phí lại bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Chạy trên cao tốc hóa ra là không có đáng lo như mình nghĩ. Cứ nhấn ga đạp tới thôi. Mình chạy nhanh, không phải lo xe tạt đầu, không phải lo thắng gấp, không dừng đèn đỏ. Nên thời gian chạy cao tốc thực ra là thời gian rất là hiệu quả và lý tưởng để mình suy nghĩ về nhiều việc, nghĩ về nhiều thứ mà trong có thể là trong lúc thời gian bận rộn mình không có dịp để mà dành nhiều thời gian để nghĩ về cái việc đó. Bởi vì trong lúc mà chạy xe trên đường cao tốc á, thì mình chỉ có mỗi một việc là nhìn thẳng và chuyển động về phía trước. Nên lúc này đầu óc mình sẽ tập trung mà cũng không phải tập trung quá. Nên lúc đó là mình sẽ nghĩ về được rất là nhiều việc. Giống như là chỉ có một mình không có ai làm phiền nhiễu đến mình á. Mình đang đi trên cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu là cái cầu nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, và cách thành phố Bến Tre là 10 km. Như vậy là còn 10 km nữa là mình tới ngay thành phố Bến Tre rồi đó. Thì tổng chiều dài của cầu Rạch Miễu này là hơn 8.000 m, tức là hơn 8 km. Sát bên rồi đó các bạn. Theo định vị Google Maps á, thì cái mỏ cày Farmstay này sẽ nằm ở bên tay phải. Mình thấy xa xa rồi, cái cửa cổng màu trắng nổi bật trên nền background xanh lá của cỏ cây. Đó, tới rồi đó. Để mình review mỏ cày Farm những ngày còn hoang sơ cho các bạn nha. Mình nói còn hoang sơ bởi vì mình tin là sau này dần dần các bạn host ở đây sẽ phát triển cái chỗ này nhiều phòng hơn, nhiều dịch vụ hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mình thì thích đến ở những cái nơi mà khi nó còn hoang sơ, khi mà mọi ý tưởng sáng tạo mới vừa bắt đầu và hình thành. Mình thích cái vẻ đẹp nó hoang sơ mà chưa chưa được nhiều người khám phá, để mình khám phá trước. Từ cổng bước vô là nguyên một cái vườn hoa hồng với đủ loại màu sắc luôn, màu hồng nè, màu đỏ nè, rồi màu trắng, màu cam, đây hoa hồng màu trắng nè. Đó, đẹp đẹp ghê luôn. Hoa hồng nhiều đến nỗi mà mình nghe trong không khí có thoảng mùi rượu luôn á. Tự dưng thèm rượu dễ sợ. Đó, còn đây là hình như là hoa hoa cúc. Hoa này ở Đà Lạt nhiều lắm nè. Nhiều hoa lắm, đặc biệt là này là hoa sen tím, hoa súng màu tím. Đặc biệt là trong vườn có rất là nhiều loại hoa đặc trưng của vùng nhiệt đới là hoa dăm bụt,
hoa dâm bụt có nhiều màu luôn, màu đỏ, màu trắng và đặc màu hồng và đặc biệt là màu tím nữa, nhưng mình quên quay rồi, đây là hoa hồng màu vàng á. Đây là cái lối lên phòng của mình này, đi lên cái bậc tam cấp này là cái phòng của mình đó, đây là bậc tam cấp đi lên phòng, hai bên cũng toàn là hoa, đây là hoa hồng, hồng phấn. Ôi đẹp chưa, đẹp chưa. Cho nên là trong vườn mình thấy có rất là nhiều bướm nha, rất là nhiều bướm đủ màu sắc luôn đó. Thì ở đây có một cái loại hoa gì nó màu tím thẫm luôn, mình không biết hoa này là hoa gì, rất là đẹp, những cái trái nhỏ màu tím, đẹp chưa các bạn. Bây giờ mình review phòng cho các bạn hen. Thì ở trên mái các bạn đó chỉ là lợp một nửa thôi, còn một nửa là mái kính, cho nên rất là sáng, ánh sáng tràn ngập phòng luôn, cho nên trong phòng rất là nhiều cây. Ở bên tay trái là cây mai tứ quý nè, còn vách tường thì các bạn cũng giản dị là xài gạch ống rồi mấy bạn quét vôi lên thôi đó. Đây là cây mai, bên cả phải là bức tranh do bạn host vẽ, còn đây là rèm cửa bằng cái vải vải hoa vintage, đây là cây hoa chuối đó. Ở dưới trồng cây gì mình không rõ. Còn ở đây là phòng tắm, phòng tắm được lót gạch rất là sặc sỡ và cũng tràn ngập ánh sáng như là phòng của mình luôn. Ở trên cũng lót bằng cái tấm tôn poly, cho nên là ánh sáng xuyên vô phòng tắm nên lúc nào cũng cảm thấy nó khô ráo và nó sạch sẽ. Ở trên thì các bạn phủ trồng cái hoa gì để phủ lên, nó hoa gì màu tím á, hoa mỹ nương mình không chắc lắm. Thì khi tụi mình đến là đã có sẵn hai trái dừa nè, có ống hút tre thân thiện môi trường nè, trên bàn có một cái bông hoa hồng các bạn hái từ vườn vào nè, mọi thứ được chăm sóc rất là chi tiết và tinh tế từng cái chi tiết nhỏ. Sau đó thì bạn host rủ mẹ con mình đi hái trái trong vườn. Nói chung trong vườn có trái nào là hái hết. Hái hết cây trái trong farm thì qua hái nhà cô Út. Hái hết nhà cô Út thì qua nhà thằng bạn hái. Nói chung là được hít thở cái khí trời thiên nhiên trong lành nên mình cảm thấy rất là dễ chịu. Nhiên thì được tương tác với thiên nhiên, được đi qua cầu dừa. Cái này là đúng nghĩa cầu dừa luôn á. Nên nó rất là thích. Nó là một cái trải nghiệm thú vị của nó trong mùa hè này. Hái mận nè, bạn host nói đây là mận huyết rồng, cho nên cái màu của nó đỏ thẫm luôn, rất là đẹp. Chiến không? Còn cái này là hái chanh, chanh giấy, vỏ rất là mỏng mà nó thơm ơi là thơm luôn. Làm lại đi. Rồi, dịch thêm cái này nè. Sau khi hái ở farm xong là đi qua nhà cô Út hái khế. Khế này là khế chua, quê hương là chùm khế ngọt. Sau đó thì mình đi thăm cái chỗ nuôi ếch. Cái anh này anh thuê đất nhà cô Út để ảnh nuôi ếch. Lần đầu tiên mình thấy cách mà người ta nuôi ếch trong những cái ô giăng lưới như vậy luôn á. Thì ảnh nói là mình tính là mua cái ếch này về Sài Gòn ăn, nhưng mà anh nói là ếch này chưa có đủ tháng, bây giờ mới có 2-3 tháng gì đó thì phải đợi ếch lớn lên một tí nữa. Thì giá ếch anh bán là 50.000 một ký, một ký là khoảng 5 con. Sau khi mà vặt hết cây khế nhà cô Út thì bạn host dẫn mình đi tới nhà của một người bạn ở trong cái xóm đó để hái trái bần. Tại vì bạn host muốn là chỉ cho mình biết là trái bần nó trông như thế nào. Trái bần. Trời, có cá đảo quá à. Cá như vậy mình không mua được. Cận cảnh mặt của nạn nhân. Sau đó tụi mình cứ chạy xe đạp lững thững như vậy trong một buổi chiều rất là yên ả, gió rất là mát và xung quanh thì cây cối xanh rì như vậy. Bạn host nói là dẫn tụi mình ra bờ sông để ngắm hoàng hôn.
dọc đường thì bạn dừng lại để chỉ cho mình xem rất là nhiều thứ. Hồi nãy đã hái trái bần rồi, cho nên lần này là bạn muốn chỉ cho mình cái hoa bần là sẽ như thế nào. Đây là cái bông. Không, à, vậy nè. Sai rồi. Tôi mới là cái bông. Bởi vì mình có đặt gỏi gà và cháo gà cho buổi tối, cho nên là bây giờ bạn host đi mua hành tây để về làm gỏi gà. Nhi nó nói rất là thích ăn gỏi gà, thì bạn có hỏi là bây giờ con muốn chú để sắc ra để như vậy thôi hay là ngâm nước đá để cho nó đỡ hăng. Nói chung là bạn rất là caring từ những cái việc rất là nhỏ. Lên đi. Rác lấy nhiều ơi, lấy nhiều. Đi đi. Nhưng mà rác khuyến mãi giờ rẻ lắm chú ơi. Thì khuyến mãi nhiều lấy nhiều. Rác thì có 2.000 à chú. Trời ơi, cứ 2.000 sao chú xấu con. Rồi chú nói rác lấy nhiều mà. Thôi thôi, để con đặt rác chú ơi. Buổi chiều về khi trời mát á, thì hai bạn host hai bạn gieo hạt các loại cải trên những cái luống được phân trong những cái khung gỗ như vậy này. Trên là mũ trong thôi, còn dưới là giải. Đây là không gian của cái nhà ăn nè, rất là lãng mạn. Còn đây là bức tranh do chính bạn host vẽ, một con trâu mẹ với một con nghé. À không, cái này con bò, không có sừng, như vậy là con bò. À, còn buổi tối hôm nay là mình có cháo gà, gỏi gà, gỏi gà với cây chuối nha, do mẹ bạn host làm. Rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Nấu rất là vừa ăn. Bạn còn pha nước siro cho mẹ con mình uống nữa. Tụi mình uống hết thì bạn lại ra để bạn chăm thêm. Sau đó thì bạn host với mẹ bạn host có ra ngồi nói chuyện với tụi mình tám đủ chuyện trên trời dưới đất luôn. Thì qua đó mình biết một thông tin rất là hay, tức là ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre này nè, để khuyến khích người dân làm du lịch đó, thì chính quyền có rất là nhiều chính sách để hỗ trợ. Họ cho người nông dân vay vốn 0 đồng và trả trong vòng thời gian rất là dài, 20 năm luôn. Còn đối với cái Mỏ Cày Farm này á, thì còn được chính quyền tặng cho cây giống nè, tặng cho con giống nè, cho tiền đào mương nè, rồi tặng phân bón, rồi tặng sơ dừa để bón cây. Nói chung là có rất là nhiều chính sách để hỗ trợ cho người dân để họ làm du lịch trong cái chiến lược phát triển du lịch chung của tỉnh. Thì nghĩ lại về tỉnh mình thì và cái vụ kiện mà mình đang theo đuổi gần đây thì thiệt là đau lòng quá đi. Thật là khập khiễng khi mà so sánh giữa Tây Ninh và Bến Tre, quê hương đồng khởi anh hùng. Ta-da! Còn đây là trà hoa hồng buổi sáng mà bạn host đã chuẩn bị sẵn khi mình vừa thức giấc. Lúc đầu mình tưởng đây là cái cửa vòm giống như là cửa thành ở mấy cái cửa thành cổ á, nhưng mà không phải, đây là một cái lồng chim rất là thiên nhiên, được làm bằng lưới sắt, thì trong đó là có trồng cây rồi có dây leo để tụi chim được sống rất là thoải mái, giống như là tuy là ở trong lồng nhưng cũng là được bán tự do. Như các bạn đã biết rồi thì xã Định Thủy thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thì được xem là cái nôi của phong trào đồng khởi. Thì ở đây vào năm 1960, dưới sự chỉ huy và lãnh đạo của cô Nguyễn Thị Định. Cô Nguyễn Thị Định thì rất là nổi tiếng rồi. Cô là nguyên là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam,
Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thì cô đã lãnh đạo quân và dân xã Định Thủy nổi dậy và nổ cái phát súng đầu tiên mở màn cho phong trào đồng khởi khắp miền Nam. Cho nên sáng hôm đó là mẹ con mình đã đạp xe ra để tham quan cái nhà truyền thống Định Thủy. Thì ở đây là mình xem được những cái thanh mã tấu, rồi bơm mình tự tạo, rồi những mũi trong, rồi mô hình làng chiến đấu, để kể lại cái câu chuyện mà phong trào đồng khởi Bến Tre lịch sử. Khu di tích này thì cách mỏ Cày Farm khoảng chừng 2 cây số thôi. Đã đến đây thì không thể không đi địa điểm này. Rồi, lúc trưa tụi mình về là 2 ly nước dừa mát lạnh đã chờ sẵn trên bàn rồi. Ở đây phục vụ như khách sạn 5 sao ấy. Còn đây là hai cái nhà mà mỏ Cày Farm đang trong quá trình xây dựng để đón tiếp lượng khách lớn hơn nè. Đây là loại nhà được làm từ khung sắt và vách nhà được làm bằng những cái tàu lá dừa đã ngâm nước để chống mối mọt. Đó, các bạn xem nè, sử dụng hoàn toàn là bằng những cái vật liệu của địa phương có sẵn trong vườn. Với cái khung cửa sổ được làm rất là dài, thì hai nhà này đôi lại với nhau, gắn kết bởi một ở mặt đất thì gắn kết bởi một chiếc cầu và một con mương, còn ở phía trên là bằng cái giàn bằng sắt, thì sau này sẽ cho dây leo leo lên và trồng cây trái gì đó phủ xuống. Mình tưởng tượng ra là nó sẽ rất là đẹp và thơ. Sau đó thì bạn host rủ mình chèo xuồng ba lá đi dọc theo con mương để hái dừa nước. Mình cảm thấy rất là thú vị về cái mỏ Cày Farm nha các bạn. Cứ như là từng ấy con người phải phục vụ mẹ con mình á, sáng uống nước một loại, trưa một loại, chiều một loại, rồi dẫn mình đi khắp nơi đi hái quả, đi hái trái cây, đủ loại mọi trái cây. Đi xe đạp cùng mẹ con mình vòng quanh những con hẻm nhỏ. Rồi nguyên cả buổi sáng nay hai bạn này phải hộ tống hai mẹ con mình để đi hái dừa nước. Thì cái điều đó nó làm trong lòng mình rất là xúc động nha. Tức là mình chỉ trả tiền để được lưu trú thôi, nhưng mà họ lại tặng cho mình một cái món quà rất là lớn. Đó là sự ân cần, sự quan tâm, sự đồng hành cùng mình. Điều đó làm cho mình cảm thấy là mình không biết trả bao nhiêu là đủ cho những gì, những cái đối đãi mà gia đình của bạn host này đã dành cho mình. Đây. Sau đó là dưới tán dừa, tụi mình ngồi ăn dừa nước với nhau. Dừa nước mà mới vừa hái lên á, thì nó rất là thơm và nó ngọt liệm luôn, chứ không giống như là dừa mà người ta bán ở những xe đẩy ở trên những chiếc cầu ở Sài Gòn á, do là để bọc lâu ngày rồi để ngoài nắng nữa, cho nên hầu như nó rất là khô, nó không có ngọt và thơm như là dừa mà mới hái xong đâu. Sau khi ăn no một bụng dừa nước xong, hai mẹ con mình tạm biệt farmstay và trên đường về mình ghé chợ dừa Sông Thơm. Chợ dừa Sông Thơm là một cái địa điểm must see khi mà các bạn đến mỏ Cày Nam nha. Sông Thơm nha các bạn, chứ không phải Sông Thơm nha, chữ thơm không có ơ. Thì Sông Thơm là nó có ảnh hưởng theo ngôn ngữ của đồng bào Khmer là thơm có nghĩa là lớn, sông thơm thì có nghĩa là sông lớn. Thì đây là một con kênh đào lớn vắt ngang Cù Lao Minh. Sông Thơm thì có chiều dài là khoảng 15 km và được hình thành từ năm 1905, nối giữa sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Thì đây hàng trăm năm nay thì đây là con đường thủy ngắn nhất mà để đi từ Bến Tre sang Trà Vinh.
hai mẹ con mình không có xuống, không có ghe, không có thuyền để mà xuống tận nơi, mà đây là cảnh mà mình đứng trên cầu để mình quay lại cảnh giao dịch và buôn bán dừa bằng ghe. Miền Tây Nam Bộ có nhiều chợ nổi nha các bạn, nhưng mà chợ nổi dừa Sông Thơm là độc đáo và duy nhất. Nếu như mà các chợ nổi khác như là Cái Răng ở Cần Thơ, hoặc là Cái Bè ở Tiền Giang, hoặc là chợ Ngã Bảy Hậu Giang thì thường họp chợ vào sáng sớm với hàng hóa đa dạng á, thì chợ nổi dừa chỉ có bán dừa thôi. Sản phẩm của bán chính ở đây là trái dừa, rồi sơ dừa, là chỉ dừa, rồi mụn dừa, thì nó diễn ra suốt ngày luôn, không kể sớm tối gì hết, từ sáng sớm cho đến khuya 24/24 luôn. Thì dọc Sông Thơm á, thì hàng trăm nhà xưởng nối dọc theo, dài cả hàng cây số luôn. Họ đánh chỉ, họ kéo sợi, rồi họ làm kẹo dừa, làm mứt, sữa đủ loại luôn. Thì chợ dừa Sông Thơm này đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Những người khỏe thì bốc vác, lột vỏ dừa, còn những người già yếu thì phơi, gom sơ dừa. Nói chung là không khí rất là tấp nập và sôi động. Sau khi mà tham quan chợ dừa Sông Thơm xong á, thì hai mẹ con mình quay trở lại thành phố Bến Tre và ghé chợ mua một ít đồ ăn vặt để lên xe chống đói. Có một cái món địa phương mà mình highly recommend các bạn nên thử khi đến Bến Tre, đó là nem chay. Nem chay được làm từ vỏ bưởi á. Rất là ngon luôn. Thì trên đường về lại bị kẹt xe khá là lâu ở cầu Rạch Miễu. Sau khi đi chơi ở mỏ Cày Farm về thì mình cảm thấy rất là vui, tràn đầy năng lượng, bởi vì mình được tiếp thêm cái nguồn năng lượng từ thiên nhiên, cũng như là từ những cái sự chân tình, sự ấm áp của những người dân ở đây, đặc biệt là gia đình của bạn host đã bao dung, đã thương yêu và chăm sóc mẹ con mình trong 2 ngày qua, thì nhất định mình sẽ trở lại. Quên khoe các bạn những cái món quà quê mà gia đình bạn host đã gói ghém để mình quải về Sài Gòn nè. Gót lê kim ma nè, chanh nè, ớt nè, và trứng chim trĩ nữa. Thì cái tình cảm này làm sao mình có thể quên được.